Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của em Hoàn nha. Đấy, hôm nay thì sau những ngày mưa bão đi đây, tác hại của việc cơn bão đi qua đây mọi người, sạt lở đây. Khô vừa cháy, đốt cháy vừa thôi, không lại cháy to quá thì lại không dập được đấy. Bây giờ đang thu dọn tàn tích của sau cơn bão đây mọi người. Đấy. Đây nhà em là bị sạt lở với cây đổ kia nhỉ. Vậy là cắt bớt đi. Đấy. May không đổ đất vào nhà, may nó không sạt lở vào nhà nhé. Đây. Còn mấy cây này cũng không sắp có nguy cơ bị đổ chưa. Đấy. Đây cắt cây cọ đấy thì cho nó ấy xuống chỗ này được. Thế sao lần trước không bảo nó cắt nốt đi? Xong đến lúc lại đi nhờ người nó khó. Thì chẳng thế bây giờ không cắt đi đến lúc nó đổ vào thì... Đấy. Sạc lợn quá nguy hiểm luôn mọi người. May mà thoát nạn trong gang tấc ấy, không nó mà đổ vào nhà thì chắc chạy không kịp ấy. Thì cái chỗ này bơ sợ gì nữa? Chỗ này thì bơ sợ gì? Bây giờ những cái cây này nó đổ xuống rồi nên là cũng đỡ lo rồi mọi người. Đây, tan hoang sau bão luôn. Đấy. Đây là căn nhà của bố mẹ em nha. Cả cái cây này nó mà đổ vào nhà thì không biết là nó sẽ như thế nào. Đấy. Đây là những hình ảnh sau bão của gia đình nhà em nhé. Cây đấy hỏng hết rồi hay sao ấy? Đấy, bảo để cho khúc mà xẻ nhưng mà sống. Thôi hỏng rồi thôi. Còn mấy cây cọ này hôm nào cắt nốt đi không có nguy cơ đổ. Cây này cắt xong nó mới sạc lở hay là... Cái chỗ này là lở trước là nó hụt ra kia, đập ra kia. Còn cái chỗ này là cắt xong nó mới lở này. Thế là chục người kéo này này. Mười mấy người đây, 14, 15 người kéo. Thấy hôm nay thằng Trường nó bảo sang nhà mày cắt cây, mình bảo cắt cây gì? Trường, cắt Quyền... Chú Ánh, Tùng, Trung, Lập, chú nhất. Tư, chú Cường, Du, Duyên, chú kia nữa. Nên là chú Phong, chú Lai. Có mấy mày quá nguy hiểm luôn. Có mấy người ta có ở nhà đâu, không ở nhà không cứ bảo là chết có số, không cứ nằm ở bếp. Mày nó đập vào thẳng nó giếng kia. Bố thì lúc nào chẳng thế. Đập thẳng đây mấy đứt à. Đấy. Bây giờ là thu dọn cái này cũng phải mất mà mấy ngày nữa. Mấy ngày chắc gì đã xong. Hay còn phải nhờ xe múc về nó múc cho chứ không cái này thì. Mấy năm là phải nhờ mấy múc về múc à. Chứ không làm sao mà giải quyết được hết. Bãi ngô bãi rau tốt thế. Dạ. Đấy, đây là những gì còn lại sau cơn bão của gia đình nhà em nhá. Đấy. Hiền cho là 1 triệu giá rồi, còn 1 triệu